Cô Tư Nữ Tự Duyên kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đăng Đông, chị Nhật Bình cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 97 ạ. À sa thô a ca tu đăng nhu cha sang thi chê đô cha yô na rô hà ta wa ca sa so văn ta so sa vê út tăng a bô ri sô a sa thô a ca tăng nhu cha sang thi chê đô cha yô na rô hà ta wa ca so văn ta so sa vê út ta ma bô ri sô. Không tin hiểu vô vi người các mọi hệ lụy cơ hội tận xả ly vì ấy thật tối thượng. Đó là khổ thơ của hòa thượng Minh Châu. A sa thô a ca tăng nhu cha sang thi chê đô cha yô na rô hà ta wa ca so văn ta so sa vê út ta ma bô ri sô. Chỉ tin giác ngộn chánh tri, chẳng tin ai khác. An vi tự lòng, cắt lìa hệ lụy trần hồng, xả ly tối thượng hư không cũng từ. Đó là khổ thơ của Thượng Tọa Với Đức. Dạ, cảm ơn Vinh Quá Tha Ma bốt bài. Dạ, xin nhắc lại cho chị Răng Đông ạ. Sa thú chị Trần Đạo, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đã tùy nhận đại đức tùy đức đại đức Pháp Trang của Tu Nữ Tùy Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc cầu Pháp Cú số 97. Asattho akatanyuccha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ca so văn ta so sa quê út ta ma bồ ri so a sa thô a ca tăng nhu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ca so văn ta so sa quê út ta ma bồ ri so a sa thô a ca tăng nhu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ca so văn ta so sa quê u ta ma bồ ri so. Không tin hiểu vô vi người cắt mọi hệ lụy cơ hội tận xả ly vì ấy thật tối thượng. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. A sa thô a ca tăng nhu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ca so văn ta so sa quê út ta ma bồ ri so. Chỉ tin giác ngộ chánh tri, chẳng tin ai khác. An nhiên tự lòng, cắt lìa hệ lụy trần hồng, xả ly tối thượng hư không cũng từ. Bản dịch của hòa thượng Dây Đức. Kính mời cô Cẩm Nhân. Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sằng Khà, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 97. Asattho akatanyuccha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ca so wan ta so sa vê út ta ma rô ri so. A sắc thô a tành nhu cha san thích chê đô cha yô na rô
ha ta wa ca so wan ta so sa we uttama ro ni so atsa asattho akatanyu cha san thit chê đồ cha dô ná rô ha ta quá ca sô quan ta sô xá quê út tá má rô rí sô không tin hiểu vô vi người cắt mọi hệ lụy cơ hội tận xả ly vị ấy thật tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chỉ tin giác ngộ chánh tri, chẳng tin ai khác an vi tự lòng, cắt lìa hệ lụy trần hồng, xả ly tối thượng hư không cũng từ. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thú lành thay, kính nhà tri ân chị. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lượng thượng minh hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại can đức Tuệ Đức. Quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ Tuệ Yên xin kể kinh Pháp Cú số 97. Và cảm ơn huynh. Asato akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa we utama po ri so asato akatanyu ta cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa we utama po ri so asato akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa we utama po ri so không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Và Thượng Thích Châu dịch Việt: Asato akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô hata waka so wan ta so sa we utama po ri so. Chỉ tin giác ngộ chánh tri, chẳng tin ai khác, an vi tự lòng, cắt đìa hệ lụy trần hồng, xả ly tối thượng hư không cũng từ. Hỏi thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tự Duyên đã ôn bài xong, bây giờ đã thấy tín hiệu của Tina. Dạ, kính mời Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 97. Asattho akatanyu cha san thicce do cha yo na ro hata wa ka so wan ta so sa we untama po ri so. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Asattho akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa we un ta ma po ri so. Asattho akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa
Awe unta ma boriso. Chỉ tỉnh giác ngộ, chỉ tỉnh giác ngộ, chánh tri chẳng tin ai khác, ai vi tự lòng, cắt lìa hệ lụy trần hồng, xả ly tối thượng hư không cũng từ của hòa thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thu tị nạn của Cẩm Vân kể rồi. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhamma, Nam mô Sanghaya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Xin chào quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đặt kể kinh pháp cú số 97. Dạ kính cảm ơn cô thu nữ tuệ duyên xin thẳng đồng cho biết nghe rõ. Asato akatan yucha san thi che do cha yo naro hata waka so wanta so sawe utamano so asato akatan yucha san thi che do cha yo naro hata waka so wanta so sawe utama poriso. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi huệ lụy, cơ hội tận xả ly. Vì ấy thật tối thượng bản dịch của Ngài Minh Châu. Chỉ tin giác ngộ chánh chi, chẳng tin ai khác, an vi từ lòng. Cắt lìa hệ lụy trần hồng, xả ly tối thượng, hư không cũng từ. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức Nam Mô Phút Tha Dạ, con xin được xuống ích. Dạ, kính mời Sita Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn huynh Quá Thanh Á. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tệ duyên dịch rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp của kinh số 97. Dạ, cảm ơn huynh Quá Thanh Á cho bài học. Asatho akatanyu cha san thích chê đô cha uttama bồ ri sô. Con sai rồi. Atatho akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô hatta vá ca sô vanh ta sô sa quê uttama bồ ri sô. Asatho akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô hatta quá ca sơ quanh ta sơ quá sa sệ sa quệ uttama bồ đi sơ. Không tin hiểu vô vi, cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Asatho akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô hata wa ka so wan ta so sa wa uta ma bo di so. Asatho akatanyu cha sa che do cha yo na ro ha ta vat ca so wan ta so sa we ut ta ma bo ri so. Chỉ tin giác ngộ chánh tri, chẳng tin ai khác, an vi tự lòng, cắt lìa hệ lụy trần hầm, xả ly tối thượng hư không cũng từ. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tệ nhẫn, đại đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phong ung bài pháp cú kinh số 97. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tệ duyên Minh Quách Thanh Á, Xích Thi Na, Cẩm Vân, Xích Trần Đông, Xích Trần Đạo đã hoan hỷ ung bài. Và cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã cho bài học. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu khúc của kinh số
98. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Thahasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Thahasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Thahasa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương lập gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đời, đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính định lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng dương sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 98. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con khi cho con một tín hiệu, con kính nhân mít đến sư ạ. Ngày lại qua ngày, cuộc sống chỉ có cái thấy và cái đối tượng được thấy. Chúng ta bị mê lầm ở trong đó thôi. Chỉ có cái đối tượng được thấy nó diệt đi và chúng ta suy nghĩ về nó. Không có một con người nào ở bất cứ đâu cả. Cũng không có một chúng sanh nào cả. Chỉ có các pháp nó hiện hữu. Chỉ có những cái tâm quả, kinh nghiệm đối tượng. Rồi chỉ có những cái thiện tâm hay là cái ác tâm, phiền não chúng thúc đẩy tạo qua thân và khẩu. Các pháp vốn là chúng sanh và diệt. Cái thấy ngày hôm qua chúng cũng đã vô vi rồi, không phải là cái thấy của ngày hôm nay. Cái thấy hôm qua không phải của người nào cả. Ở trên cõi đời này thì một ngày nó hàng vô lượng những cái thấy. Nó kinh nghiệm cái đối tượng thì giác rồi nó mất đi, nó biến mất. Cái thấy của loài người thì nó biến theo, của loài người, của loài châu bò thì nó biến theo, loài châu bò, của loài cá thì nó cũng diệt theo, của chư thiên thì cũng vậy thôi. Và cái được thấy thì nó không phải là cái được nghe. Như vậy là đối tượng của cái được thấy nó chỉ dành cho cái thấy. Như vậy là con mắt thì nó là cái cơ sở cho cái thấy sanh khởi, nhưng mà con mắt thì nó không giữ gìn cái thấy, và cái thấy nó cũng không giữ gìn cái con mắt. Do vậy nó đã vô thường, nó là các pháp, nó không phải đàn ông hay đàn bà, nó là thực tánh của pháp. Âm thanh thì nó cũng là một sắc pháp, nó không phải đàn ông đàn bà, không chúng sanh, không phải người hay chư thiên, nó chỉ là một thực tại. Nó có thể in dấu vào nhĩ căn cho nhĩ thức sanh khởi. Nhĩ thức thì cũng không từ đâu đến, mà do duyên hợp của âm thanh và nhĩ căn chúng sanh lên và diệt mất. Theo loài người thì cái nghe theo loài người, theo loài châu bò, theo loài chư thiên, thì tất cả những cái đó đều do nghiệp chúng tạo và rồi biến mất đi hoàn toàn.
cuộc sống tiếp diễn như vậy. Và thay vì do tại sao các pháp nó đã diệt, nó đã vô vi rồi mà chúng ta còn luân hồi ở đây, vì chúng ta chấp ngã, không thấy được tam tướng của các pháp, và luôn luôn có cái ý niệm tôi là và tôi làm cái gì đó, rồi tôi tu tập sau này tôi sẽ chứng đắc đạo quả, mà không biết được nên là không có ai chứng đắc cả, mà chính là cái hành quẩn, chính là trí tuệ. Mà chúng ta luôn luôn bỏ quên trí tuệ, và chúng ta muốn đi tìm cầu các pháp ở đâu đó, nhưng lại diễn ra ở ngay đây và bây giờ. Nên là chúng ta đi đuổi hình bắt bóng, mà không bao giờ quay lại với cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày. Do vậy chúng ta bỏ quên cái chánh pháp của Đức Phật, nó hiện thực tại hiện tiền. Chúng ta đã bỏ quên nó trong nhiều kiếp và nhiều kiếp sống. Mỗi một ngày chúng ta đều bỏ nó đi và chúng ta chạy theo vô minh và tham ái. Do vậy, sự giác ngộ của chúng ta cực kỳ khó. Nếu như mà chúng ta cứ đi theo cái đà của cái quán tính đó, thì chúng ta không có trở về với thực tại để cứu lấy mình, để ra khỏi sanh tử luân hồi. Không nghe lời Đức Phật dạy. Chúng ta chạy vào trong kinh điển, chúng ta tìm cầu, chúng ta giải thích theo cái lối riêng của chúng ta, mà chúng ta không hiểu lời Đức Phật dạy rất là thiết thực hiện tại, thì điều đó là một cái điều rất là lỗi lầm. Vậy thì chúng ta cần phải suy xét thật là kỹ, xem là chúng ta tạo ra được cái gì, và thế giới này không cái gì ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, cứ sanh và diệt. Hết buồn rồi lại vui, hết cảm thọ khổ rồi cảm thọ lạc, rồi cảm thọ xả. Chỉ có ba cái thứ đó chúng cứ quanh đi, quẩn lại. Và chúng ta nhớ hết cái người này, người kia mà quên mất, không có một ai ở trên đời hết. Nó chỉ là những cái tính chất vô cùng ngắn ngủi, sinh và diệt. Thì qua cái bài pháp A-la-hán này để cho chúng ta thấy, chúng ta học pháp á, chúng ta ngay từ bây giờ mà không đúng, thì chúng ta học có muôn đời đi chăng nữa, chúng ta có thuộc tam tạng kinh điển đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng biết pháp ở đâu. Mặc dù chúng ta nói mấy chục tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta chẳng biết nó là cái gì. Thì không có cách nào mà trí tuệ của chúng ta nó sanh được cả. Mà trí tuệ thì nó không thể bắt cái tục đế được. Trí tuệ của tứ niệm xứ nó chỉ lấy pháp chân đế làm đối tượng thôi. Còn đàn ông, đàn bà, nhà cửa, vợ con á, cái đó là của vô minh thôi, chứ còn trí tuệ thì nó không sanh ở cái chỗ đó được. Nên là chúng ta phải hết sức lưu ý qua sáu căn môn này. Chúng ta thử suy xét xem là cái được thấy nó có phải đàn ông, đàn bà không? Nó có làm cho chúng ta đau khổ hay không? Cái nghe, cái âm thanh cũng vậy. Hay là tự tâm của chúng ta do vô minh, tham ái nó dựng lên những cái câu chuyện dài về chúng, để rồi chúng ta chìm vào những cái ý tưởng, vào những cái mộng mơ. Chúng ta thử suy xét kỹ, thì chúng ta sẽ dần thấy ra các pháp mà lời Đức Phật dạy rất là thiết thực hiện tại. Dầu là chỉ một khoảnh khắc trí tuệ nhỏ nhoi về thực tướng của các pháp thôi, nó hơn hàng ngàn lần chúng ta nghe những cái lời hay của người khác mà chúng ta cảm tưởng như là cái người này giỏi lắm. Hay là chúng ta thích thú, tham ái vào những cái lời giảng đó. Hay là chúng ta muốn hiểu về sự thật. Nếu mà ta muốn hiểu về sự thật, thì chúng ta sẽ tự động biết trí tuệ nó làm việc. Còn nếu như mà chúng ta chỉ về cái phương diện ngôn từ, và chúng ta thích một ai đó mà chúng ta nghe, mà chúng ta không có tìm hiểu giáo pháp kỹ lưỡng, thì đó là một cái điều mà chúng ta phải hết sức chú ý. Bởi vì trên đời giờ chúng ta thấy là rất nhiều các vị sư của chúng ta nè, thuyết pháp và giảng dạy thiền ở trên online là không thiếu bất cứ một cái gì hết. Và thậm chí nó là một cái gì đó nó làm cho cái giáo pháp của Đức Phật các vị đó không thấy được cái sự nguy hiểm. Và chúng ta thấy họ lên, họ nói nào như là đủ thứ hết. Nhưng mà hỏi về khoảnh khắc này hiện đang là cái gì,
thì họ không biết mà họ cứ trình bày hết cái thiền này tới cái thiền kia rồi đi xuống soi cái này thấy cái kia. Nhưng mà cái đó cũng nguy hiểm quá phải không ạ? Và trong khi đó Bồ Tát thì bỏ đi cái thiền phi phi tưởng xứ rồi. Ngài quay về với cái thiên nhiên của cái hơi thở. Và Ngài không có tu tập cái gì đâu. Thưa quý vị, Ngài không có tu tập gì hết. Lúc mà Ngài chứng đạo, phát chánh đạo là không có tu gì hết. Không có tu gì hết. Bởi vì tất cả những cái kia nó là cực đoan. Hai cái kia nó là cực đoan. Ngài buông bỏ hết. Và cái tâm của Ngài hết sức là quân bình. Với chánh chi kiến, với cái chánh chi kiến pháp nó hiện khởi như thế nào, Ngài thấy đúng với bản chất thật của nó, với bản chất thật của nó. Và Ngài thấy các cái lậu vật ở trong những cái ngũ uẩn này, và Ngài cái ánh sáng của tuệ giác nó diệt tận thôi. Diệt tận thôi. Và bất cứ khi nào một người nào đó có một cái đi tìm một cái ý niệm về thực hành nào đó, người đó đã đi sai pháp của Đức Phật rồi. Đức Phật dạy các con hãy tỉnh giác, hãy tỉnh thức. Pháp nó hiện khởi như nào, con tỉnh thức hay biết chúng. Để thấy chúng thật sự là vô thường, khổ và vô ngã. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ, nhớ cái điều đó. Còn không thì chúng ta bỏ mất cái sự chứng đắc đạo quả. Mà chúng ta mất rất nhiều những cái công sức để nuôi nấng vô minh chứ không có làm được cái gì hết. Bây giờ thì con xin đảnh lễ ân Đức Tam Bảo và chúng ta vào bài pháp. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi supatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namassāmi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và hành theo giáo pháp, người ấy sẽ chứng đắc được đạo quả, chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điện vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật và chứng đắc đạo lộ giải thoát. Phước phần phước phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo tử, quý cô tu nữ gần ở mọi nơi, xin quý ngài quý vị trì hỷ bước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Tha giá. Con xin đọc câu kệ số 98 này. Ga mê wa giá đi wa ranh nhê nin nê wa giá đi wa tha nê giá tha arahanto vi hà ranh tí tăng phu minh ra mát nê giá căng. Nghĩa việc theo văn xuôi được ngài dịch là cho dầu ở làng hoặc là ở rừng, cho dầu là ở thung lũng hoặc cao nguyên, nơi nào mà có bậc A-la-hán cư ngụ, vùng đất ấy thật là đáng yêu, vùng đất ấy thật là đáng yêu, đáng khả ái. Tại sao có bậc A-la-hán này sống một đời sống đáng yêu như vậy? Bởi vì thân khẩu ý của ngài đã chọn lành với tâm từ vô lượng. Với tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng, tình thương yêu đối với chúng sanh là vô lượng, yêu thiên nhiên và tất cả các loài động cỏ cây. Ngài không bao giờ phạm phải chúng. Ngài đi đến đâu thì những cái cánh rừng, những cái muông thú, những cái bông hoa, những cái dòng suối, Ngài không có làm tổn thương nó, huống chi là con người. Đối với con người thì Ngài vô cùng là thương yêu. Bậc A-la-hán là như vậy. Bậc đã tận trừ lậu hoặc
thân khẩu ý của Ngài hoàn toàn trọn lành. Cái từ Gamê là Gamá là một cái danh từ trung tánh. Và câu kệ này được chia theo định sở cách là ở trong làng. Cái từ qua giá đí cho dầu hay là, hoặc là giá đí là cho dầu hay là hoặc là, còn cái từ qua đó là và đó. À, quên, từ qua là cho dầu, giá đí hay là hay hoặc là. Qua giá đí này thì cái nghĩa nó như vậy ha. Từ Aranye là Aranya đó, cái từ nguyên mẫu của nó. Ở đây thì nó là một cái danh từ, nó chia theo định sở cách nên là gọi là Aranye. Nó ở trong rừng. Cái từ Ninne là danh từ trung tánh, Ninna. Ở đây chia theo định sở cách. Như vậy là chúng ta thấy ở đây có rất nhiều cái danh từ trung tánh trong cái câu kệ này. Ở trong thung lũng hay là ở cái vùng trũng thấp. Mà những cái ngọn núi nó trải xuống, ngày sống ở cái chiền dưới đó. Thane thì chúng ta biết là Thana là một cái danh từ trung tánh chia theo định sở cách là ở cao nguyên. Cao nguyên như là những cái đồi núi cao, những cái thảo nguyên ở non cao. Nói chi Bậc Đa A Na Hán phải không? Một người cư sĩ có năm giới thôi, sống với tâm từ thôi, hàng ngày có cái tâm sơ thiền sanh khởi thôi. Một người cư sĩ ở trong cái nhà đó, trong cái khu rừng đó, trong cái ngôi làng đó, trong cái biệt thự đó cũng đã là tốt đẹp đến rất là nhiều rồi. Huống chi là một bậc Tu Đà Vườn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, bậc vô sanh, bậc lậu tận, bậc không còn làm phiền toái chúng sanh nữa, không làm cho chúng sanh đau khổ nữa, đã không làm cho chúng sanh đau khổ lại còn làm lợi ích vô vàn cho chúng sanh với tâm từ của Ngài, chánh niệm miên mật. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là con Phật, nhưng mà bây giờ sống vẫn còn ganh tị nhau, vẫn còn chia bè rẽ phái nhau, vẫn còn nghĩ về người này xấu, người kia tốt. Thì chúng ta nghĩ sao? Đó. Khi mà chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái đó thôi, mỗi một ngày chúng ta chỉ cần nhìn thấy một chút pháp thôi thì cũng đã là an vui lắm rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta học Phật Pháp? Càng học thì mỗi người đều giảng dạy theo cái lối của mình đẻ ra, mà không có hiểu lời dạy của Đức Phật. Mỗi người chế ra một cái pháp môn để làm chủ của riêng mình. Thì điều đó nó có hợp lý hay không? Như vậy thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta học Phật Pháp á, chúng ta không có nghiên cứu kỹ á, chúng ta không học đúng đắn á, chúng ta chỉ vội vội vàng vàng, chúng ta chỉ muốn cái người kia tôn trọng mình, kính trọng mình, chúng ta có những cái hội chúng này, hội chúng kia, chúng ta không có thẩm xét kỹ lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ không thể nào diệt trừ được tham sân si, mà thậm chí còn mang đến rất nhiều những cái tai họa cho mình và cho người. Chúng ta cần phải biết. Rồi tiếp theo là cái từ giá thá, arahanto viharanti, là nơi nào mà các vị A-la-hán cư ngụ. Các vị A-la-hán tức là các vị nào mà tâm đã lậu tận,
sạch sẽ này, không còn những cái tàn dư phiền não của dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu nữa. Bậc A-la-hán thì không có khó, phải không? Khó nhất là bậc tu đầu quân. Còn bậc tứ thiền thì không có khó, mà khó nhất là sơ thiền, phải không ạ? Rồi trong 16 tận tuệ thì khó nhất là tuệ danh và sắc, phải không ạ? Bây giờ quý vị đã thực sự chứng nghiệm được tuệ danh và sắc chưa? Nếu mà chứng nghiệm được tuệ danh và sắc rồi đó, thì tâm của chúng ta cũng đã xả ly rất là nhiều rồi đó, có chánh kiến rồi đó. Về trên đời này có con người nào không? À, không. Chỉ có danh và sắc. Sắc là thứ không kinh nghiệm gì cả, mà danh là thứ kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, phải không? Mỗi khi chúng ta giơ tay ra, chúng ta cầm cái gì đó, chúng ta có biết đây là sắc, đây là danh không? Hay là chúng ta chỉ nhớ tôi đang làm, hay là người này người kia? Hãy lắng nghe thật kỹ. Không có một ai ở đời cả, và thế giới chỉ có cái thấy và cái được thấy mà thôi. Cái được thấy thì không quen cái thấy, cũng không quen với con mắt cũng không quen với cái được thấy. Chúng chỉ là các duyên giả hợp, và rồi cái thấy sanh khởi và cái thấy biến mất đi hoàn toàn. Cái thấy của ngày hôm qua không còn, không bao giờ sanh trong sanh tử luân hồi nào nữa cả. Kể cả cái thấy vừa rồi cũng không bao giờ còn sanh trở lại trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy thì nó là ai đây? Nó là tôi, của tôi, hay là nó chỉ là pháp sanh khởi do duyên? Cái nghe cũng vậy. Cái nghe của buổi sáng, cái nghe của mới lúc nãy, chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ thăm hỏi nhau trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng chỉ sanh lên một lần duy nhất và rồi biến mất. Không có cái nghe nào lặp lại trong từng khoảnh khắc. Cái nghe của kiếp trước không phải là cái nghe của kiếp này. Cái nghe của kiếp này cũng không phải cái nghe của kiếp sau. Cái nghe của ngày hôm nay không phải là cái nghe của ngày mai nữa. Tất cả chúng đều tùy thuộc vào duyên, bởi vì chưa chắc ngày mai chúng ta đã được nghe về thế giới này. Tất cả chúng đều vô thường. Chúng không thuộc về ai cả, không ai có quyền gì cả. Không có ai đoạn trừ được tham sân si cả. Nhưng mà chúng ta luôn luôn muốn là mình đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Phải không? Nhưng Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật chỉ dạy có tham, biết có tham. Tham là vô thường. Tham là một pháp. Tham là do duyên mà sanh. Không có ai cả. Không có ai tham cả. Cái tham nó không thuộc về nhà này, nhà kia, con người này, con người kia. Cái tham này do xúc, do duyên, do xúc sanh khởi. Xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ai. Không một khoảnh khắc nào là có tôi và của tôi hết. Rồi tiếp theo là cái từ Arahanto. Cái căn của nó là cái căn Ara cộng với Anta. Nó là một cái danh từ nam tấm. Ở đây chia theo chủ cách số nhiều là các vị A-la-hán hay là bậc tôn kính. Bậc vô sanh. Bậc bất hại. Bậc vô lậu. Bậc không còn làm tổn thương bất cứ chúng sanh nào nữa cả. Dầu là cỏ cây. Rồi tiếp theo là cái từ quý hành. Quý há râm tí, căn của nó là căn ha, tiếp đầu ngữ của nó là quý. Ở đây chia theo động từ thái động thể là ở ngôi, ở hiện tại ngôi số 3, số nhiều, ngôi thứ 3 số nhiều, là cư ngụ, ở hay là sống. Tiếp đầu ngữ quý là chỉ cho sự nhấn mạnh. Quý há râm tí là một cái động từ
động từ nguyên mẫu của cái động từ viharanti đó là ở hay sống hay cư ngụ. Rồi cái từ tăng, tăng thì chúng ta biết rồi, cái từ tăng là cái từ nguyên mẫu của nó là tá, ở đây nó là đại từ nhân xưng, chia theo nó thuộc về trung tánh mà chia theo chủ cách, là vùng đất ấy, vùng đất ấy, vùng đất ấy. Phu mí, phu mí là chúng ta biết rồi, danh từ nữ tánh chia theo chủ cách là vùng đất hay là cõi giới, chỗ lơi vùng. Từ rama nay giác căng, rama nay giác cá là một cái động từ, một cái danh từ trung tánh chứ, chia theo chủ cách là đáng yêu, khả ái, đẹp lòng, đẹp lòng. Đây, một bậc A-la-hán thì sống ở đâu cũng thật là đáng yêu, đẹp lòng mọi người. Nhưng quả thật thì chúng ta thấy là một người chỉ có năm giới, một người cư sĩ năm giới sống ở cái ngôi làng đó thôi, với tâm từ, sống đúng với người cư sĩ, biết bố thí, biết trì giới, sống nhu thuận ở trong cái ngôi làng đó thôi, thì ngôi làng đó đã được rất nhiều những lợi lạc rồi, rất nhiều những niềm vui rồi, huống chi là một bậc A-la-hán, phải không? Ở đây thì Ngài Minh Châu Ngài dịch là làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La-hán chú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Thị phường, làng mạc rừng sâu, long cao lũng thấp, hoặc đâu mặc dù, nơi nào bậc thánh ngự cư, ở đấy khả ái, an như tuyệt vời. Đó là bản dịch của, bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Như Đức. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại ngôi chùa Chetavana, Vihara Kỳ Viên, đề cập đến Ngài trưởng lão Rewata. Ngài trưởng lão Rewata là em của Ngài Xá Lợi Phất, và Ngài ở cái khu rừng keo. Vì cái khu rừng keo đó thì nó rất là nhiều gai. Khi trưởng lão Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất từ bỏ gia sản trị giá lên đến rất nhiều tiền vàng, Ngài ra đi xuất gia, thì ở nơi nhà còn lại ba chị em gái là Chala, Upachala và Sisuchala, cùng với ba người em trai. Như vậy kể như là nhà Ngài có bảy người, là bốn trai và ba gái. Trưởng lão cho ba cái người em gái xuất gia, rồi hai người em trai lớn là Chunda và Upasena xuất gia. Rốt cục thì chỉ còn lại cái người em út tên là Rewata. Và chúng ta biết là Ngài Rewata, tâm từ của Ngài rất là mạnh. Ở lại nhà thì lúc bây giờ thân mẫu của trưởng lão tự nghĩ nè, cái người con trưởng nam của ta là Upatissa đó, đã từ bỏ rất nhiều những cái tài sản mà xuất gia này cho hết ba chị em gái, hai người em trai lớn xuất gia rồi. Chỉ còn lại Rewata ở lại nhà, và nếu cho thằng út xuất gia nữa thì rất nhiều những cái tài sản này sẽ bị tiêu hoại, dòng dõi ta sẽ bị gián đoạn. Trong khi Rewata còn xuân xanh thì bà mới tính cái kế là lập gia đình cho để buộc tâm của Ngài Rewata lại. Còn về khi mà trưởng lão Sariputta đó cũng đã tiên liệu là Ngài bắt đầu dặn dò chư tỳ khu là đầy đạo hữu, nếu mà Rewata có đến đây xin xuất gia thì quý vị cứ tự tiện cho Rewata xuất gia.
trong cái thân của, trong thân bằng của Bần Tăng đó, là cái người tà kiến, khỏi phải đi hỏi ý kiến của ông bà mà làm chi. Tức là cha mẹ của ngài thì đi theo đạo Bà La Môn mà chấp thủ rất là lặng, do đó Bần Tăng không cần phải cho sơ xuất gia liền mà không cần phải hỏi cha mẹ, và Bần Tăng sẽ thay thế quyền làm cha mẹ cho Rê Bá Tát cho được phép. Và thân mẫu của Rê Bá Tát tuy con là con trai mới bảy tuổi đầu thôi, nhưng vì muốn lấy cái sợi dây gia đình ràng buộc chân của cái cậu bé Rê Bá Tát này, nên bà đã tìm những cái lời môn đăng hậu đối hỏi vợ cho cậu bé. Thì chúng ta biết là cái tập tục Ấn Độ thì lấy vợ sớm thời bây giờ nó vẫn còn ha. Và đến ngày ấn định lễ cưới thì bà cho trang điểm công tử thật là tươm tất, dắt theo rất đông họ hàng bên trai đi đến Suya bên đằng gái. Và trong khi hai họ nhóm họp cử hành lễ cưới, thân bằng quyến thuộc đều chúc tụng chúc phúc cho Rê Bá Tát và cô dâu á, thì cầm bát nước xối lên tay cô dâu trẻ và nói: chúng tôi xin cầu chúc cho cô duyên ưa phận đẹp, tuổi thọ sống lâu như bà lão ấu ngày nay vậy. Thì công tử Rê Bá Tát mới tự hỏi, lúc đó cái trí của ngài mới cậu bé 7 tuổi như trong tiền kiếp, bây giờ ngài mới 7 tuổi nhưng mà nghe được cái câu đó cái này ngài bừng tỉnh liền: bà lão ấu ngày nay này là ai? Rồi cậu hỏi ngay cái người chúc: bà lão ấu này là bà nào đâu? Thì họ đàn gái đáp: này con thân, con chưa gặp bà ta sao? Bà này sống 120 tuổi, răng đã rụng hết, tóc bạc trắng, da mồi nhăn nhíu, thân hình còn xuống cong như là cái sừng bò vậy. Đó là lão ấu, đó con thân. Thì chúng ta biết này, nghe tới đây mà trí tuệ của ngài đã quán xét cả một cái cuộc đời nó vô thường, mà cái dục nhiễm nó đôi mươi nó hừng hực, thì nhưng mà về già rồi thì hai cái bộ xương còn cõi gọi nhau bằng anh bằng em mà nó cực kỳ ngại ngùng. Người trí thấy không nói gọi gì nữa. Còn chúng ta thời bây giờ thì sao? Thấy Covid chết la liệt ở đó nhưng mà cũng đâu có giác ngộ được đâu, phải không? Vì sao bà lại có hình thù như thế? Thì nếu sống lâu thì để thì sẽ già như thế, còn con thân à? Thì cái chàng rể bé nhỏ suy nghĩ nè: thân thể này, thân thể con người đến tuổi già nua thì phải chịu thay hình đổi sắc như thế ấy ư? Vậy thì ta phải gặp anh Upatissá mới được. Và hôm nay ta phải bỏ cái nhà này đi xuất gia được rồi. Khi mà họ nhà trai giúp cô dâu lên ngồi chung xe với cái chàng rể, thì mọi người đồng lên xe của mình và đi theo hộ tống. Thì công tử Rê Bá Tát chốc này giả thầm đau bụng và muốn đi tiêu, và kêu xe ngừng lại và cho cậu xuống và chờ cậu trong giây lát. Thì mỗi lần xuống xe thì cậu đi vào trong bụi rậm, ngồi láng lại một chút rồi đi ra. Thì cậu cứ viện cái lý lẽ này kia để xuống xe, lên xe như thế mãi rồi. Thế rồi cái cuộc quyến thuộc đó của cậu cũng không gìn giữ cậu chặt chẽ nữa, vì nghĩ rằng chắc cái cậu này lên cơn. Một lúc sau thì công tử cũng viện lẽ là cần phải đi giả một chút nữa, rồi xuống xe bảo với quyến thuộc rằng nè: bà con cô bác đánh xe về trước đi để tôi thủng thẳng đi sau. Thì nói rồi cái cậu bé này đi ngay vào một cái bụi rậm, và các quyến thuộc thân của cậu tưởng là cậu sẽ theo sau nên đánh xe đi luôn về nhà. Thì cậu bé Rê Bá Tát từ đó thoát ra và chạy đến một cái chú xứ lọ và gặp 30 vị tỳ khu chú ở cái nơi đó, và bèn đảnh lễ chư tăng và nói nè: bạch các ngài, xin các ngài cho con được xuất gia. Thì nhân đó chư tăng đã được dặn dò rồi đó, thì
Này đạo hữu ăn mặc sang trọng, trang sức lộng lẫy thế nhưng mà chư tăng chúng tôi không biết đạo hữu là hoàng tử con vua hoặc là ấm tử con của quan đại thần, thì làm sao mà chúng tôi dám cho đạo hữu xuất gia được. Và nói thế thì các ngài không biết con, thì ngài mới trả lời là con là em út của ngài Sariputta. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới cho Sari Devata này xuất gia Sari. Và sau khi xuất gia nghĩ thầm, ngài nghĩ thầm mà nếu ta ở lại đây thì cái người nhà cũng sẽ theo tìm cái dấu bắt ta về. Và ngài mới xin chư tăng dạy về những cái đề mục niệm cho đắc thánh quả A-la-hán. Thọ trì đề mục xong rồi thì ngài đắp y và mang y bát và ngài vân du hành đạo. Chúng ta mới thấy là ngài mới có 7 tuổi thôi. Và đi xa khoảng 13 do tuần thì ngài đến một cái rừng keo này và ngài an cư mùa mưa ở đó. Rồi ngài chứng đắc A-la-hán với cái tứ tuệ phân tích giữa cái khoảng thứ ba của cái tháng an cư, tức là 30 mùng 1 tháng 9 gì đó ha. Thì trưởng lão Sariputta sau khi mà lễ tự tứ thăng á, thì tự tứ xong rồi thì ngài đến xin phép Đức Thế Tôn và đi thăm em của mình. Thì Đức Bổn Sư bảo này Sariputta ta cũng đi nữa. Tức là Đức Thế Tôn biết được Devata có cái hạnh rất là đặc biệt nên Đức Thế Tôn rất là thương mến. Lên ngài ưu ái để đi với ngài Xá Lợi Phất để thăm một cái người học trò vĩ đại của mình. Rồi ngài khởi hành dắt theo 500 vị tỳ khưu. Và đi được một khoảng dài thì đứng trước một cái lộ rẽ thì trưởng lão Ananda hỏi Đức Bổn Sư rằng là bạch ngài, có hai lối đi đến chỗ cư ngụ của Devata. Lối quanh này dài đến 60 do tuần nhưng có nhà dân chúng, còn lối đi thẳng này thì tuy là xa chỉ có 30 do tuần, không xa nhưng chỉ có 30 do tuần nhưng lại chẳng có nhà nào cả, có phi nhân chấn giữ. Chúng ta nên đi lối nào? Thì Đức Thế Tôn mới nói này Ananda, có tỳ khu Siwali cùng đi với chư tăng bạch Thế Tôn, phải nếu mà có Siwali đi thì hãy đi theo con đường thẳng. Thì đi theo thì chúng ta biết rằng ngài Siwali là một vị đại phước báo trong giáo pháp của Đức Phật, có một cái phước đặc biệt là khi ngài đi với ai, người nào khó khăn cỡ nào thì cái phước của ngài cũng đều lo đủ cho chư tăng, huống chi này có Đức Phật đi nữa. Và theo truyền thuyết thì Đức Bổn Sư không nói ta sẽ làm cơm cháo phát sanh đến các thầy hãy đi theo con đường thẳng, vì ngài biết cái phần cúng dường phát sanh lên từ tăng là do phước báo của ngài Siwali này, nên ngài bảo nếu mà có Siwali đi cùng thì thầy cứ đi đường thẳng. Và trong khi đó thì Đức Thế Tôn đang lôi theo cái lộ trình ấy, thì chư thiên mới nghĩ thầm là chúng ta sẽ cung kính trưởng lão Siwali. Chữ thiên rất là cung kính trưởng lão Siwali. Và cứ cắt một do tuần thì để chở không cho xa hơn thì chư thiên lại dựng lên những cái nhà ở, dựng lên chùa thì nó không có hợp hả? Những cái láng để mà chư tăng dừng chân. Và cứ mỗi sáng tinh sương á, vừa thức giấc là chư thiên mang những cái vật thực, nhất là cháo đến và đi quanh hội thăm. Thì trưởng lão Siwali hỏi ngồi ở đâu thì trưởng lão hỏi là trưởng lão Siwali ngồi ở đâu thì trưởng lão mang cái lễ vật chư thiên á, tặng mình dâng đến chư tỳ kheo là có Đức Phật làm tọa chủ. Và Đức Bổn Sư cùng với tùy tùng và đã trải qua một cái đoạn đường xa 30 do tuần một cách rất là an vui, giờ oai lực phước báo của ngài trưởng lão Siwali.
Còn về phần Ngài Rê Quát Thá đó, thì khi mà biết được Đức Bổn Sư đến thì sắp đến đó, thì Ngài liền cho làm những cái thất, là cái chỗ ngự riêng cho Đức Thế Tôn, rồi cho cất tiếp thêm 500 cái cốc tạm nóc nhỏ cho Chư Tăng, và cho dọn 500 cái con đường kinh hành. Thì chúng ta biết rằng là ở đây cho dọn cái 500 đường kinh hành, thì tôi ta đọc kinh thì chúng ta cứ để ở đó đi ha. Cùng với 500 cái cỗ xe, và Đức Bổn Sư ngự ở nơi Ngài Trưởng Lão Đê Quá Tá độ khoảng một khoảng, thì trong cái thời gian đó thì tất cả những cái vật dụng phát sanh lên Chư Tăng thì đều do oai lực phước báu của Ngài Siêu Lý. Và lúc bấy giờ thì có hai vị tỳ kheo cao hạ, vì không hoan hỷ với cái sự việc mà Đức Bổn Sư ngự đến cái rừng keo này, nên đã nghĩ tưởng như vậy. Tỳ kheo Rê Quá Tá này mãi mãi lo tạo tác bao nhiêu là chỗ ở mới thì làm sao mà thực hành sa môn pháp được. Và Đức Bổn Sư ngự đến nơi đạo tràng vừa mới tạo này, Ngài coi theo mặt, vì đây là cái công trình mà của Ngài Rê Quá Tá, em của Ngài Xá Lợi Phất làm. Và sáng sớm cái ngày thứ ba đó, thì trong khi xét thế gian thì Đức Thế Tôn thấy được hai cái vị tỳ kheo này và biết được cái ý nghĩ ở trong tâm của họ, cho nên sau khi ngự tại nơi đó đó khoảng một tháng, thì đến ngày ra đi thì Đức Thế Tôn mới dùng những cái thần thông khiến cho hai cái vị ấy lãng quên những cái dụng cụ lặt vặt của mình, nào là hũ dầu, bình nước, giày dép vân vân. Thì trong khi mà quyết định khởi hành đó, thì Đức Thế Tôn đi ra khỏi cái danh chùa, và lúc bấy giờ Ngài nói, Ngài mới xả cái thần thông. Và khi ấy thì hai cái vị tỳ khu cao hạ này mới sực nhớ mình còn bỏ quên những cái thứ này thứ nọ, và vị này rủ cái vị kia trở lại chùa vì không nhận định được cái phương vị của cái chùa đó, nên hai vị này tuôn bờ nước bụi qua cái khu rừng keo đầy gai góc một hồi thì mới thấy được đồ đạc của mình treo toàn ten ở trên một cái cây keo, bèn lấy xuống và đem đi. Và trên đường về đó thì Đức Thế Tôn cũng dắt tăng chúng đi, cũng mất hết một khoảng một tháng, nhưng mà vẫn được an vui nhờ lương vào phước báo của Ngài Siêu Lý. Thì Đức Bổn Sư ngự tại cái chùa Đông Phương Tự Búp Ba Râm Má của Ngài Bà Visakha này. Và sáng hôm sau thì hai vị tỳ khu cao hạ rửa mặt xong và rủ nhau, ta hãy đến độ cháo ở nơi nhà của bà Đại Tín Nữ Visakha, là thí chủ cúng dường cái vật thực đó. Bạch Ngài, chắc hai ngài có đi với Đức Bổn Sư đến chỗ ngủ của Trưởng Lão Rê Quá Tá phải chăng? Phải đó, này bà Tín Nữ, thì bạch hai ngài, chỗ ngủ của Trưởng Lão có ngoạn mục hay không? Thì những cái vị này, hai vị này mới chỉ là có chi đâu mà ngoạn mục, chỉ toàn là những cái cây keo gai trắng rậm rạp, y như là chỗ ngủ của cái giống ngạo quỷ vậy. Thì bà Tín Nữ, thì khi đó thì cả hai vị tỳ kheo này trẻ đến, thì bà Tín Nữ Visakha đó cúng dâng cháo và bánh ngọt đến hai cái vị này, rồi cũng hỏi thăm cái chỗ ngủ của Trưởng Lão Rê Quá Tá. Thì hai vị sau đáp đẹp không thể tả, bà Tín Nữ, chỗ ngủ của Trưởng Lão chẳng khác nào cái cảnh giới hiện bằng thần thông của quần tiên hội. Thì bà Tín Nữ nghĩ thầm, ở đây xin nói quý vị là như thế này. Thì chúng ta biết là trong cái thiền định á, cái ngồi á, chúng ta biết ngồi cái ánh sáng nó sáng á, nó đôi khi nó sáng cả một cái nhà hay là một cái khoảng không gian. Ngồi ban đêm nó sáng sáng rực như vậy, nhưng mà chúng ta đi ở bên ngoài, chúng ta ngồi, chúng ta nhìn cái người đó thì chúng ta thấy vẫn là cái ông sư đó, ông ngồi đó thôi. Nhưng mà cái vị mà đắc cận định á, cái sơ thiền, cái ánh sáng lúc đó, cái ánh sáng nó rọi rất là sáng. Nhưng mà người bình thường nhìn vào thì chúng ta thấy rằng là ô, đây là cái người bình thường, mà lúc đó cái người mà ngồi thiền thức dậy, cái người ngồi thiền mà người ta xả thiền, người ta nói nè,
hôm nay tôi tu tập ánh sáng nó sáng rực rỡ như vậy, thì cái người kia nghĩ là nói dốc liền. À, nhưng mà thực sự nó là như vậy, thưa quý vị. À, thì chúng ta biết nè, cái dạng ánh sáng của thiền nó dọi vào những cái vật gì đó, nó cũng sẽ đẹp một cách lung linh lên nữa. À, chính vì vậy mà chúng ta thấy được rằng là cái thiền định không khéo rất nguy hiểm. À, rất nguy hiểm. Chứ không phải là tốt đẹp. Mà Đức Phật đã cảnh báo cho chúng ta biết rất là nhiều. Thì đẹp không thể tả. Và tính nữa là chỗ ngủ của trưởng não chẳng khác nào cảnh giới thiện bằng thần thông của quần tiên hội. Thì bà tính nữ nghĩ thầm, hai cái vị đến trước thì nói khác, hai vị đến sau để nói khác. Chắc có lẽ là hai vị tỳ kheo trước có quên lãng cái chút chi, đã chạy ngược trở lại lúc mà Đức Bổn Sư xả thần thông. Còn hai vị sau ra đi đó, thì bà Isakha bà chứng quả là bà biết đấng cha lành của ngài, đấng cha lành của bà đã hiện thần thông. Và trong lúc Đức Bổn Sư còn thị hiện cái thần thông. Và nhờ tự mình có trí tuệ sáng suốt mà bà Visakha biết rõ về cái vấn đề này như vậy. Nhưng cũng chờ đến cái dịp đảnh để Đức Thế Tôn để hỏi. Và ngay lúc ấy thì Đức Thế Tôn cùng với đoàn tỳ khu từng đoan vây ngự đến bà Visakha và ngồi lên bảo tọa đã soạn sẵn. Và sau khi cung kính phục vụ chư Tăng, được Đức Phật dẫn đầu đến bước thì bà tính định đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi căn kẻ bạch này, có các tỳ khi chung với nói là khu rừng rậm rạp đầy keo gai, có nhóm nói là chỗ ấy ngoạn mục, vậy chỗ ấy ra sao bạch ngài? Nghe bà hỏi thì Đức Thế Tôn đáp, này bà tín nữ, dầu là làng mạc hoặc là rừng rậm cũng vậy, hễ nơi nào có bậc A La Hán tịnh cư thì nơi đó phong cảnh ngoạn mục. Nói rồi thì ngài thuyết lên cái bài kệ tóm tắt là Game wa da wa ya di wa ran ye Ninne wa ya di wa tha ne Yatha ra han to vi ha ran ti Tăng phu minh Ra mát ne yak căng. Dầu ở rừng núi chơi vơi, xóm làng, gò chủng hay lơi đất bằng, chỗ nào có La Hán tăng thì quanh vùng đó cảnh hằng an vui. Đó là bài kệ mà chúng con vừa đọc đến cho Đức Tăng 47 phút, còn 13 phút nữa. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là phẩm này là phẩm A-la-hán. Và cái đạo lộ của người con Phật, tất cả đều phải đi đến đây thì mới xứng đáng là con của Ngài. Nếu chúng ta dừng lại ở tu đầu quần, chúng ta cũng chưa thực sự là con của Ngài. Chưa trọn vẹn một con đường. Tất cả thiện nam, tín nữ, bất cứ ai đến với giáo pháp của Đức Phật với cái tâm lý sẵn sàng cho cuộc hành trình đến bất tử, phải hướng đến A-la-hán đạo quả. A-la-hán đạo quả. Bất cứ một cái loại phiền não nào còn dư tàn ở trong tâm của mình thì nó đều còn có cái sự tàn hại đối với chúng sanh, đối với chính chúng ta. Ngày nào mà chúng ta chưa đắc được quả A-la-hán thì chúng ta sống ở đâu vẫn còn những cái bất an, vẫn còn những cái nghịch ý, vẫn còn những cái tư hiềm đối với người này người kia, vẫn còn tạo tác. Còn bậc A-la-hán thì không còn tạo tác gì nữa rồi.
làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán chú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Để vị A-la-hán thì nhìn vẻ ngoài rất bình thường thôi, phải không ạ? Chắc chắn là một ngày, một người mà kể cả là có giới thanh tịnh thôi, là tâm tư của vị đó, kể cả người cư sĩ hay chư đại đức tăng, tâm của các vị đó rất là nhẹ nhàng, rất là thơm thảo, rất là vui tươi, rất là thương yêu. Còn cái người nào mà giữ giới, mà tâm của mình khó chịu, bực bội, là chúng ta biết rằng cái người đó không phải là người có giới. Không phải người có giới đâu. Cái người có giới đó là cái người phải hiểu được bất thiện, hiểu được lợi ích của thiện. Nếu mà người nào không hiểu được bất thiện giới thì người đó sẽ không bao giờ có giới. Người nào không hiểu được lợi ích của thiện, người đó cũng không bao giờ có giới. Mặc dù chúng ta xin giới, mặc dù chúng ta làm cách nào chăng nữa thì cũng không có giới. Như vậy chúng ta thấy cái trí tuệ rất là quan trọng. Chúng ta bao giờ cũng vậy, trí tuệ phải đi đầu để hướng đạo. Nếu mà chúng ta đánh mất trí tuệ là rất nguy hiểm. Đánh mất trí tuệ là không có giới gì hết. Mà không có giới sao mà có căn bản cho trí tuệ. Như vậy chúng ta thấy là bất cứ khi nào trí tuệ ở đâu thì giới nó được tăng thượng ở đó, định nó được tăng thượng ở đó, mà tuệ nó được tăng thượng ở đó. Ở đây nói đến các ngài A-la-hán, tức là phận sự của các ngài đã làm xong rồi, phiền não đã hết, và ngài không còn bất cứ một cái tâm nào, dầu là một cái tâm ngã mạn nhỏ nhen cũng không còn nữa. Nên là ngài sống ở chỗ nào thì tâm tư cũng tự tại, ngài không có kể, không có ngại mưa gió, không có ngại núi đồi, không có ngại sống một mình. Và một vị A-la-hán thì chắc chắn là tâm của ngài rất là mát mẻ, rất là thanh tao, và chắc chắn là nó đẹp hơn là một cái trẻ thơ mà có gương mặt đẹp và có tự ái nữa. Cái người phiền não thì chúng ta biết là mặt của họ rất là khắc khổ, rất là cau có, rất là khó chịu. Và cái cử chỉ hành động của họ thì chúng ta biết là nó rất là thô tháo. Nhưng mà một vị thánh, một vị có giới thôi, đúng là giới thực đó, thì rất là nhẹ nhàng. Chắc chắn là như vậy. Như vậy chúng ta